Các chuyên gia cho rằng với gần 90% nhân viên các hãng hàng không được giữ lại trong suốt 3 năm đại dịch, nên các hãng hàng không Trung Quốc không bị thiếu nhân lực khi mở nhiều tuyến bay quốc tế. Ngoài ra, đội bay với hơn 500 chiếc thân rộng nên các hãng cũng đủ máy bay cho việc mở nhiều tuyến quốc tế. Do nhu cầu bay của thị trường khách khổng lồ trong nước cùng Hoa Kiều khắp thế giới bị dồn nén 3 năm nay, nên nhu cầu khách sẽ tăng mạnh, giá vé sẽ tăng cao. Trong ngắn hạn, khả năng sinh lời sẽ cao. Theo đánh giá của các chuyên gia phương Tây, hiện nay số chuyến bay đến và đi ở Trung Quốc chỉ mới bằng 8% so với trước khi xảy ra đại dịch. Dự báo công suất sẽ tăng lên 20-30% vào tháng 3 năm 2023 và đạt 50% vào mùa hè. Trước dịch, các hãng hàng không Trung Quốc chiếm gần 2/3 lượng khách Trung Quốc ra nước ngoài. Năm 2019, trước đại dịch, theo số liệu từ ngành chức năng Trung Quốc, công dân Trung Quốc đã thực hiện hơn 155 triệu chuyến bay ra nước ngoài. Lượng tìm kiếm vé máy bay đi nước ngoài tăng đột biến. Tuy nhiên, một trong những khó khăn khiến cho khó có chuyện người dân Trung Quốc ồ ạt ra nước ngoài là chủ trương của Trung Quốc sẽ giải quyết cho người dân đi nước ngoài có trật tự, cùng những vấn đề về cấp hộ chiếu cũng như cấp visa ở các nước, trong điều kiện dịch Covid ở Trung Quốc vẫn còn khá phức tạp. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.